tinh hạnh nguyện là hành cán về cõi thân. Tu quang minh dẫn dắt lối ta đi, là duyên lành thái mở tánh từ bi, là diệu pháp để đoạn ly nghiệp thân. Hãy giữ trọn lòng tin, niệm Di Đà thật trong lòng. Ngã mạng công cao đi kỹ mất duyên lành, hãy tin tưởng khi ta niệm Phật Đức Di Đà Phật từ bi soi ánh quang minh để gia hộ cho người niệm Phật, tin tưởng tâm mình và Phật dung thông, cảm ứng đạo giao không ngoài chân tâm. Hạnh là thật
thành công phu niệm Phật. Muốn được nhất tâm là phải quét sạch bụi trần. Muôn cảnh vạn duyên hãy bỏ bên ngoài, để tâm không chiếu soi lặng lẽ niệm Di Đà Phật. Tâm niệm ra tay ta phải nhịp thâu, nghe rõ ràng từng câu từng chữ. Sao chữ hồng danh ngài đến vịnh dư, về được liên đài nhờ niệm Phật thanh tâm. Người tu tịnh phải dùng gương mà đoạn lìa tham ái mê si. Tìm Phật ngoài tâm mê lầm theo dòng tường, dòng rồi chạy theo sắc trần mộng ảo, quanh quẩn trong mê lưu lạc chốn đau sâu.
vào các pháp thì an lạc sẽ quay về. Sẽ qua thành tịnh độ, cùng dìu nhau trở về bên giác. Tao mở sợi dây sinh tử luân hồi, anh em cha mẹ ông bà
đời là vô thường, trầm luân khó